Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình mới có thời gian chia sẻ lại những bài học kinh nghiệm mình rút ra được từ chuyến đi. Và đồng thời thì mình nói thêm một số những cách đi không đồng mà mình vừa mới tiếp nhận được. Thì đầu tiên, mình đã thực hiện một số chuyến du lịch rất là dài, đúng không? Các bạn đều thấy. Nhưng trong đó thì cái chặng vừa rồi mình đi ấy, thì nó bắt đầu từ Măng Đen ở Kon Tum. Và bây giờ thì mình dừng chân ở phía Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa của tỉnh Gia Lai. Thì đây là một cái chặng đi nó kéo dài trong khoảng độ thời gian 5 ngày, 4 hoặc 5 ngày. Tức là cũng không dài lắm, thế nhưng nó để lại cho mình rất nhiều bài học kinh nghiệm. Mà bài học đầu tiên ấy, mình cảm thấy rất vui vì mình đã rút ra được. Đó chính là việc mà phải làm sao đối phó được với những con chó. Bởi vì trên quãng đường đi thì dù xe đạp hay xe máy, mình rất hay bị chó đuổi. Và nó không cắn đâu nhưng mà mình vô cùng sợ. Thế thì bây giờ mình đã rút ra được bài học kinh nghiệm ấy, có nghĩa là mình đừng có chạy. Khi thấy bất kỳ một con chó nào đuổi theo mình ấy, mình dừng lại, nhìn nó. Cái lúc mà mình dừng lại thì nó đã sợ rồi. Và sau một hồi đối diện thì thường là con chó ấy nó sẽ đi mất. Hoặc cũng một số con chó ấy thì nó cứ đứng đấy thôi, gầm gừ thôi. Đấy, chứng tỏ là cái việc mà đối diện với chó ấy nó không phải là quá sợ hãi đâu. Chẳng qua là chúng ta bị chó đuổi thì cứ có vấn đề tâm lý thôi. Tiếp theo, vấn đề số 2. Bài học số 2 mà mình tiếp nhận được ấy, đó chính là những cái thông tin ở trên mạng ấy, nó thường là bị hack rồi. Hoặc là nó không đúng sự thật đấy bạn. Ví dụ như là một số những cái nơi farm mà mình được giới thiệu đến là rất là tốt. Một số người mình được nói đến là rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi đến gặp trực tiếp ấy, đến cái farm trực tiếp mình mới biết là nó rất là tồi tệ. Giống như là cái farm đồi tiên cảnh ở Măng Đen ấy, thì anh chủ là anh Thành có nói là mình đến đấy thì làm cho anh ấy một số những công việc đơn giản như là viết bài thôi và mình có thể trải nghiệm. Thế nhưng thực ra khi đến đấy thì tất cả mọi người, cả mình nữa, phải làm hụp như trâu với những công việc vô cùng nặng nhọc chứ không hề đơn giản. Và sau đó thì mọi người đã đi hết, mình ở đấy được khoảng 3 ngày rồi mình cũng đi. Mới đầu thì mình nghĩ là mình có thể ở đấy cả một tháng. Đấy, đó chính là bài học kinh nghiệm để cho thấy là thông tin trên mạng thì không đúng đâu. Và bây giờ muốn biết được thực tế ấy, thì chúng ta phải có một quá trình tiếp xúc trực tiếp con người này hay là nơi ở ấy, thì phải gặp trực tiếp thì mới biết được. Rồi. Ngoài ra ấy, thì mình muốn nói đến vấn đề không đồng. Đây, các bạn nhìn lên mặt mình có thấy mấy vết mũi đốt đúng không? Bởi vì đang đứng ở đâu đây? Các bạn biết không, mình đang đứng ở một cái vườn bơ, đồng thời là cả sầu riêng nữa. Và đây là mình đang đi cùng với một cô bạn. Đấy, dù là rất nhỏ tuổi, mới chỉ là sinh viên học năm thứ tư thôi. Thế nhưng mà bạn ấy đã thực hiện được kế hoạch đi không đồng bằng cách là không phải là tiết giảm chi tiêu mà chính là tạo ra tiền trong chuyến đi ấy. Thì cụ thể là khi đến một cái vùng đất nào đó ấy, thì bạn ấy sẽ tìm kiếm đặc sản ở đó. Và khi mà bạn ấy về quê hoặc là chuyển sang một cái vùng đất khác ấy, thì bạn sẽ quảng cáo tiếp thị để cho bạn bè của mình mua những cái quảng cáo, mua những cái đặc sản đó. Đấy, thế thì việc mà bạn ấy bán được những đặc sản này với cái giá gấp đôi hoặc gấp ba là bạn ấy đã tạo ra tiền phục vụ cho chuyến đi này. Đấy, vừa được trải nghiệm vừa được có tiền, cũng rất là hay các bạn ạ. Thế còn bản thân mình thì trong quãng thời gian khoảng 5 ngày vừa rồi ấy, thì mình đã có cái hình thức không đồng bằng cái việc là vẫn tiếp tục đạp xe đạp. Và ngoài ra ấy, thì mình có cắm trại này, có xin ngủ nhờ ở chùa này, ở nhà dân này. Đấy, nó cũng là phương pháp tiết kiệm chi phí. Nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn phải nói thật là ở Gia Lai ấy, người dân vô cùng khó khăn trong việc là cho mình ở nhờ, dù chỉ là đứng lại nghỉ một lúc thôi. Và mình cũng phải trình những giấy tờ, thậm chí có những nơi ấy, họ còn đuổi mình đi rất là thẳng thừng. Ở chùa chiền cũng không phải là dễ xin ngủ nhờ như miền Bắc. Thì điều đó làm cho cái chuyến đi không đồng ấy, nó một là hết vui, hai là mình cảm thấy được cái thái độ của người dân ở đây có vẻ không ổn lắm. Và vì thế nên có một cái lưu ý cho các bạn muốn thực hiện những chuyến đi không đồng thế này ấy, thì mình vẫn phải chủ động về tiền rồi đấy, đúng không? Để trong cái trường hợp mà không cắm trại được này, rồi cũng không xin ngủ nhờ được, thì vẫn phải vận dụng đến Bác Hồ thôi. Đây cũng là một thực trạng rất đáng buồn, nhưng mình vẫn phải nói thật. Rồi, đấy là những gì mình đã rút ra. Thì mong các bạn là sẽ, nếu có cái nguyện vọng vẫn đi du lịch với cái chi phí tiết kiệm nhất, tối thiểu nhất, thì cũng đừng e ngại nhá. Xin chào.